Đây là bài của Nguyễn Mạnh Cường. Anh Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn hôm qua xem lại bài dịch của Xuân Chí về sách trắng của Mỹ về việc chỉ huy và hỗ trợ các lực lượng đặc biệt của quân đội Hoa Kỳ. Đây là tài liệu huấn luyện cho các lực lượng đặc biệt của Mỹ chuyện hoạt động về là tổ các nhà nước không tuân thủ lãnh đạo của Hoa Kỳ. Tài liệu khẳng định chiến tranh chính trị, chiến tranh tâm lý, chiến tranh văn hóa là một chiến lược phù hợp để đạt được các mục tiêu quốc gia của Mỹ. Mục tiêu cuối cùng là giành chiến thắng trong chiến tranh tư tưởng và điều quan trọng nhất là hủy hoại văn hóa. Thay đổi được văn hóa, chính trị, kinh tế cũng thay đổi theo. Như vậy, ta thấy rõ họ hiểu rất sâu sắc về vai trò chính trị, văn hóa và tư tưởng. Một khi tác động thay đổi tư tưởng, văn hóa sẽ thay đổi cả một kinh tế và chính trị. Đồng thời, họ cũng chỉ rõ chiến tranh chính trị phải kết hợp với hoạt động của lực lượng vũ trang, với hoạt động ngoại giao tích cực. Với chiến tranh kinh tế và các hoạt động lật đổ trên thực địa, với việc thúc đẩy về các chính sách, biện pháp phá vỡ hoặc ngụy tạo đạo đức để đạt được mục tiêu chiến tranh chính trị. Khi nói về các biện pháp, thủ đoạn hoạt động, tài liệu chỉ rõ phải tuyên truyền tôn vinh quá khứ thuộc địa và với các chính quyền thuộc địa đã bị sụp đổ, phải xây dựng thật nhiều các trang web, các trang kênh truyền thông nhằm thúc đẩy nuôi dưỡng một sự hoài niệm về quá khứ thuộc địa, lý tưởng quá khứ, tư tưởng của dân chủ, hạ thấp phủ nhận về những thành tựu và các quốc gia này được sau cách mạng. Thậm chí độc là thâm độc thủ đoạn này ở nước ta vừa qua có lẽ rầm rộ nhất là các nhà khoa học, các vị sử gia, các trang web, các blog, các nick Facebook, các đài báo và trong và ngoài nước, các cuộc hội thảo đều ra sức tô vẽ cho chế độ ngụy Sài Gòn. Nào là Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông, một đô thị giàu có nhất ở khu vực. Nào là Việt Nam Cộng Hòa lúc đó có nền kinh tế giàu hơn các nước ở Đông Nam Á, ca ngợi nền kinh tế thị trường ở miền Nam đã để lại cho chúng ta nhiều bài học quý mà nay chúng ta đang áp dụng. Họ trắng trợn bịa ra một chế độ tay sai Sài Gòn cũng là thành viên của Liên Hợp Quốc. Một quốc gia độc lập Việt Nam Cộng Hòa cũng đã để lại cho chúng ta một cái di sản kinh tế văn hóa to lớn và chúng ta không thể phủ nhận. Chúng ta đã đuổi đi hai nền văn minh của nhân loại, hai nền kinh tế Việt Nam ngày càng tụt hậu xa hơn so với các khu vực thế giới. Trong khi đó, ai đã từng ở Sài Gòn hay ở miền Nam đều biết nếu không có tài trợ của Mỹ thì chế độ này sẽ sụp đổ. Ngay cả tổng thống Mỹ Nguyễn Văn Thiệu cũng thừa nhận. Còn với đất nước ta, sau 30 năm đổi mới và quốc tế đều đánh giá cao tốc độ tăng trưởng về kinh tế là một trong nhóm 16 nước có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới 30 năm qua. Tài liệu yêu cầu phải tác động để viết lại lịch sử và cốt các cuộc chiến tranh giành độc lập của dân tộc, xét lại và đề cao công lao của giai cấp tư sản, tiểu tư sản dân tộc để hạ thấp bôi nhọ công lao của các nhà cách mạng. Đây là một thủ đoạn thâm độc nhất và nguy hại nhất. Vì xét cho cùng, khi lịch sử đã bóp méo, xuyên tạc, thay đổi thì lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc cũng chẳng còn là rộng ra văn hóa của cũng chẳng còn. Do vậy, hơn chục năm lại đây và rầm rộ nhất là khoảng 5 năm lại đây, chúng ta thấy chủ nghĩa xét lại lịch sử ở nước ta được thúc đẩy mạnh mẽ, mở đầu là làm thay đổi những chuẩn mực nhận thức của các cha ông tổ tiên theo kiểu giải quan 150 năm cho tên bán nước Phan Thanh Giản, rồi tân công gỡ tội cho Nguyễn Ánh, Gia Long và kẻ đã được lịch sử khẳng định cõng rắn cắn gà nhà, rước roi voi giày mã tổ, đặc biệt núp dưới tài khoa học khi biên soạn bộ quốc sử 15 tập. Ngoài những vấn đề nêu trên, các nhà sử học biên soạn giai đoạn 54-75 đã bỏ đi cụm từ ngụy quân ngụy quyền Sài Gòn mà thay bằng cụm từ chính danh
chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, quân đội Việt Nam Cộng Hòa với những lý do như họ đã giải thích để cho khách quan, tránh miệt thị để hòa giải hòa hợp dân tộc, để có cơ sở pháp lý đòi lại Hoàng Sa và nguy hại hơn. Họ khẳng định Việt Nam Cộng Hòa là một chính thể độc lập, một quốc gia được Liên Hiệp Quốc thừa nhận. Quân đội Ngụy chiến đấu theo lý tưởng của họ và thậm chí họ cũng yêu nước. Tất cả là những quan điểm mà họ giải thích đều là ngụy biện, sai trái và phản khoa học nếu chế độ Sài Gòn là quốc gia độc lập. Yêu nước thì cuộc kháng chiến chống Mỹ của ta là nội chiến mà và Mỹ không xâm lược Việt Nam. Một sự cháo trở không thể chấp nhận được. Tài liệu này cần làm lu mờ lịch sử cách mạng của dân tộc ta, tìm cách bôi nhọ các nhà lãnh đạo cách mạng, anh hùng, các nghệ sĩ trí thức và có công lao cho sự nghiệp cách mạng ở nước ta. Biểu hiện rõ nhất là loạt các bài viết nói lên truyền thông trên mạng xã hội như những kẻ nhân danh đổi mới xem xét lại lịch sử. Họ phủ nhận các anh hùng trong lịch sử chống Pháp và chống Mỹ như Lê Văn Tám là không có thật, Tô Vĩnh Diện là không có hành động anh hùng, Võ Thị Sáu là con điên, anh hùng Nguyễn Văn Trỗi nhận hết tội về mình. Họ xuyên tạc về đời tư và phủ nhận vai trò của vị tướng Võ Nguyên Giáp đối lập Bác Giáp và Bác Lê Dũng, chia rẽ các đồng chí lãnh đạo trong kháng chiến giải phóng dân tộc, hạ thấp giá trị nghệ thuật của thơ Tố Hữu, nhạc cách mạng, cho rằng những tác phẩm này là thơ cổ động, nhạc tuyên truyền. Tài liệu này đã xác định phải khuyến khích thái độ thoát ly hiện thực, xa rời phương pháp luận mát xích, kêu gọi chỉ thuần túy học thuật, thuần túy nghệ thuật, phi chính trị, phi tư tưởng trong giới nghệ sĩ và trí thức, phủ bụi lên nhận thức lịch sử của họ, khoét sâu thổi phồng những sai lầm mất mát hy sinh trong lịch sử cách mạng, mô tả quá trình cách mạng chỉ là hy sinh, thiếu thốn đau thương chết chóc và xóa bỏ tinh thần lạc quan cách mạng. Sử thi chiến thắng ý nghĩa hào hùng của thắng lợi cách mạng. Thủ đoạn này ở ta đã thể hiện trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Họ xa dần chủ nghĩa hiện thực lãng mạn cách mạng, từ bỏ vai trò lãnh đạo của đảng, thúc đẩy ra đời các tổ chức phi pháp như Văn đoàn độc lập, Hội nhà báo độc lập, trên lĩnh vực khoa học lịch sử kêu gọi phải khách quan và trung tính, phải nghiên cứu và đa chiều, không đứng vào bên nào, không dùng từ bỏ tính miệt thị, thiếu văn hóa. Từ đó họ lu mờ lịch sử oai hùng của một đất nước bằng những việc lịch sử. Có cần một chiến thắng như vậy không? Có cần cách mạng tháng 8 không? Chiến dịch Mậu Thân 68, chiến dịch giải phóng Quảng Trị năm 72, đúng hay sai? Theo họ là sai lầm. Không cần quân sự hy sinh quá lớn như vậy. Họ cố tình bóp méo lịch sử. Nếu không có cách mạng tháng 8 thì làm sao có một nước Việt Nam độc lập tự do như ngày hôm nay? Nếu không có Mậu Thân năm 68, làm sao có cơ hội có hội nghị Paris? Mỹ phải xuống thang chiến tranh, thay đổi chiến lược, thay đổi cán cân của lực lượng có lợi ích cho cách mạng. Và nếu không có mùa hè đỏ lửa năm 72 ở Quảng Trị, là một trận đánh Điện Biên Phủ trên không, làm sao có hiệp định Paris? Mỹ phải cút để có cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 75. Ngụy phải nhào để non sông thu về một mối tổ quốc hòa bình và thống nhất hôm nay. Tài liệu này cho ta thấy rõ ràng những gì Mỹ đã vạch ra đã được các nhà cấp tiến xét lại trong nước và đang tiếp tay cho thực hiện nhiều việc. Họ đã đạt kết quả ban đầu, thay đổi toàn bộ sách giáo khoa lịch sử, bỏ hết cụm từ ngụy, trong làm cho người học không còn cảm nhận Phan Lâm Mãi Quốc, triều đình kính dân không nói Nguyễn Ánh cổng rắn cắn gà nhà, rước do dày mã tổ, không thấy sâu sắc bản chất tay sai bán nước của chế độ Ngụy Sài Gòn, không còn hiểu được tội ác và tày trời của Mỹ Ngụy đối với đồng bào ta. Và một khi nhận thức về lịch sử, mỗi tài liệu, mỗi cách nhìn khác nhau thì làm sao người học hiểu đúng, hiểu sâu lịch sử, làm sao học sinh, sinh viên yêu mến và thích thú khi học sử.
và nguy hại đến một lúc nào đó đa số thế hệ trẻ nhận thức sai trái về lịch sử thì hậu quả thật khó lường. Diễn biến hòa bình sẽ trở thành trào lưu diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ ta thì nguy cơ cách mạng màu và không thể tránh khỏi. Do đó, hơn bao giờ hết chúng ta cần đoàn kết, nâng cao cảnh giác, vừa tập trung phát triển về kinh tế, xây dựng đất nước, vừa tập trung bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời kiên quyết đấu tranh với âm mưu diễn biến hòa bình, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tự chuyển diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ ta, và nhất là tập trung chống xét lại lịch sử, không cho phép bọn xuyên tạc bóp méo lịch sử phủ bụi lên lịch sử oai hùng của dân tộc ta. Đây là bài viết của anh Trung tướng Nguyễn Văn Tuấn mà anh Nguyễn Mạnh Cường đã chia sẻ ra. Thì qua đây định hướng về cái việc mà chống diễn biến, chống chuyển hóa diễn biến trong cái vai trò lãnh đạo của chúng ta trong cái thời cuộc hiện nay mà bọn xét lại lịch sử tự chuyển biến tự chuyển hóa. Đấy, thì cái nhận định của anh Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn thì chúng tôi, chính bản thân tôi ở đây thì không biết các anh chị như thế nào, chứ tôi đồng quan điểm với anh ấy. Bây giờ anh ấy chỉ ra gõ những cái gì mà đã qua mà chúng ta đã nhìn thấy. Bọn chúng là nói lên nào là Sài Gòn là hòn ngọc Viễn Đông. Xin thưa, cái hòn ngọc Viễn Đông ngày xưa nó chưa bằng một cái gốc của Sài Gòn ngày nay. Thấy chưa? Cho nên là đất nước ta sau khi mà giải phóng rồi, sau khi mà kiến thiết và xây dựng, thì trong cái bối cảnh này thì chúng ta khỏi cần nói, chúng ta vẫn biết. Các anh các chị đi vòng qua một cái, đi rảo qua sơn qua một cái thành phố Sài Gòn hiện nay, là tất nhiên là thành phố Hồ Chí Minh ngày nay đó, thì các anh các chị thấy cái đà phát triển của thành phố Sài Gòn như thế nào. Mà trong cái lực lượng mà để ngồi đây chép lại lịch sử thì rõ ràng là anh Tuấn ảnh nhận diện rất là chính xác trong cái vấn đề đó. Bởi vì bọn họ đưa ra những cái vấn đề mà chúng ta từ trước đến nay đấu tranh về ngay cái chỗ mà là bỏ đi cụm từ nguyên quân nguyên quyền để dễ nghe, dễ nhìn, dễ chấp nhận. Bây giờ sau khi mà đất nước chúng ta đã giải phóng xong thì coi như là thực hiện cái việc mà không miệt thị, không có khinh rẻ những người mà đi theo giặc. Thì ở đó, ở chỗ đó chúng ta cũng tự thấy, cũng tự biết là trong vấn đề hòa giải, hòa hợp dân tộc, ngay từ khi mà đất nước của chúng ta sau 30 tháng 4 đã làm xong, chứ không còn đến 45 năm như ngày hôm nay. Mà những tên ngồi viết lại lịch sử, xét lại lịch sử đi, đã âm thầm đi cái con đường là thuần túy của chúng, tức là dựa trên cái tinh thần có hàm có vị, để dễ bẻ công ngồi bút, để siêu dẹo đi, để bóp méo sự thật trong quá trình mà đấu tranh giải phóng dân tộc. Mà cụ thể có những tên rõ ràng là những tên là nói đi là cái anh hùng Lê Văn Tám không có thật, và Võ Thị Sáu là điên khùng, là Tô Vĩnh Diện, là nhiều người sao không có hành động anh hùng được. Trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì rất nhiều cái hành động anh hùng. Đấy. Bới dân đàn, lấy thân mình làm cái súng. Rồi Nguyễn Viết Xưng, rồi nhằm thẳng quân thù mà bắn. Rồi Nguyễn Nhân Trỗi. Nhưng mà họ không phủ nhận những cái vấn đề đó. Thì họ là ai? Họ là những người viết sử, những người viết sử cho dân tộc Việt Nam, mà họ là làm cho nó lu mờ đi cái hình ảnh của những anh hùng liệt sĩ ngã xuống vì cái độc lập tự do này. Thì như thế thì họ là ai? Họ là những cái kẻ tự chuyển biến, tự chuyển hóa chứ còn gì nữa. Anh Tấn đã nói đúng, không sai. Mà bài này, bài chia sẻ của anh Nguyễn Minh Cường rõ ràng là như thế. Chúng ta khẳng định, em chào Nguyễn Dương nghe, chào Trần Duy, chào tất cả các anh chị em trên diễn đàn. Chúng ta khẳng định rằng những kẻ muốn xuyên tạc lịch sử là những kẻ đó muốn lật đổ chế độ ngày hôm nay đó, chính là những cái tên mà ngồi đã bóp méo sự thật. Đấy. Còn nếu như cần thiết chúng ta sẽ đấu tranh. Ai nói Võ Thị Sáu là đi cùng thì quê hương Võ Thị Sáu đang đón chờ những cái con người đó lên phản biện. Đấy, lên phản biện với lão thành cách mạng ở quê hương Võ Thị Sáu.
rõ ràng thôi chứ đâu còn gì nữa. Đã là cái truyền thống, một cái lực lượng, một cái con người anh hùng trong thời chống Pháp, chống đế quốc, một cái hành động anh hùng để giải phóng dân tộc. Thì như thế thì không có một cái lý do gì mà bọn chúng đã có nhiều cái điều kiện để bọn chúng xuyên tạc. Mà tất cả ai, những ai lên trên diễn đàn mà đấu tranh thì bọn chúng xuyên tạc đủ thứ. Như thế thì qua một cái đấu tranh dài này, chúng ta sẽ nhìn thấy những cái tên là giáo sư, tiến sĩ. Đấy. Thì bây giờ ai phải có trách nhiệm làm rõ vấn đề này trong cái ban viết sử này? Thì nhà nước ta bây giờ cũng cầu mong rằng nhà nước để có một cái định hướng để rõ ràng trên cái phân biệt được trắng đen ở ngay cái chỗ đấu tranh chống xét lại lịch sử mà các tướng lĩnh đã đề ra những cái nhìn thấy những cái cục diện của nó. Mà anh em cộng đồng yêu nước chân chính hồi trước tới bây giờ, đến giờ chúng ta cũng là đấu tranh vì sao phải bỏ đi cụm từ nguyện quân quyền, nó còn ở đó thì cái chế độ này không thể chấp nhận được những ai mà bỏ đi cụm từ nguyện quân quyền. Mà cái quân thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà bọn chúng còn dám làm thì hỏi chứ cái vấn đề gì mà bọn chúng không dám làm, phải không các anh chị? Do đó cần dạch mặt chỉ tên những cái tên đó để cho nhà nước ta có một cái cách đó, xử lý bằng một cái phương pháp nào đó cho nó dứt điểm, không để cho cái cộng đồng Việt Nam mà để là đấu tranh trên cái lĩnh vực đó hoài. Bởi vì ở đây là cái thời buổi hiện nay mà chúng ta đang sống trong cái thời bình, đang sống trong cái nền tảng của những người ngã xuống vì cái độc lập tự do mà cho chúng ta có một cái ngày hôm nay chúng ta ngồi đây, thì không có cái lý do gì mà chúng ta không dám đấu tranh ở trong này. Đấy. Như thế thì tất cả các anh, các bạn, các chú, các bác, cựu chiến binh người ta cũng lên tiếng quá trời. Mà rõ ràng hơn nữa là các tướng lĩnh như là Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn đưa ra một cái nhận định rất là cụ thể. Rồi bắt đầu bọn chúng tổ chức tấn công lại, xuyên tạc lại là tới các tướng lĩnh. Như là những ngày vừa qua, bọn chúng là xuyên tạc tới Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Thiếu tướng Hoàng Kiền, rồi là Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, rồi Thượng tướng Võ Tiến Trung, rồi chơi luôn, bọn chúng rồi chơi luôn tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thì còn ai mà bọn chúng không dám chơi, đúng không? Do đó nó những cái cục diện của những người đã và đang làm nên cái vấn đề đó, thì mong rằng tất cả những người có trách nhiệm để làm như thế nào có một cái rào cản, có một cái cơ sở pháp lý để đấu tranh. Chúng ta đấu tranh phải cần nghiêm trị những cái kẻ xuyên tạc và bóp méo lịch sử. Trước mắt là chúng ta phải làm như thế, rồi kéo theo một lũ vô kia, không thể chấp nhận điều này. Do đó ai lên đấu tranh mà ngược lại với cái đường lối của chúng thì chúng cho rằng là giả này giả kia giả nọ. Như thế thì thử hỏi về tất cả các anh các chị trên cái diễn đàn này, chúng ta đấu tranh để có một sự bình yên chứ không phải là đấu tranh để có một cái cục diện là chiến tranh để gây ra. Như thế thì sao? Ai là những người yêu nước chân chính? Ai là những con sâu làm sầu nồi canh trong cái chế độ sâu chủ nghĩa này? Trước mắt là bọn xét lại lịch sử, rõ ràng như thế. Rồi đó là tiếp theo, bên cạnh đó là kéo theo một cái nhóm người mà chúng tôi là trực diện, thì chúng tôi không có lý do gì mà chúng tôi không đấu tranh cái điều này. Như thế thì rõ ràng là ở đây chúng tôi đấu tranh trực diện, đúng không các anh các chị, các chú các bác? Chúng ta lên trên đây, những người cựu chiến binh hoặc là những người dân yêu nước chân chính, người ta lên người ta đấu tranh bằng trực diện, đánh thẳng đánh thật. Như thế thì ở sau lưng của chúng ta là ai? Là một cái hệ thống chính trị mà chúng tôi cũng bị rất là nhiều cái tiếng tai trên vấn đề này. Bọn chúng bịa đặt nhiều, rất là nhiều thứ mà kể cả làm cái gì cũng giả. Bọn chúng cho chúng ta là giả thế này thế nọ, giả tà bâm, giả cái gì cũng giả. Đấy, cho nên là những cái đó mà chúng tôi đó, chính bản thân chúng tôi không sợ, bản thân tôi là tôi không sợ đó. Không có giả hay thiệt gì là cái chuyện đó là cái chuyện mà rõ ràng ở trong ngay chỗ cái việc mà đấu tranh chống xét lại lịch sử này, thì trong cái ban viết sử này nhà nước ta đang quản lý một cái hệ thống
có một cái pháp chế để làm như thế nào đó, vạch mặt chỉ tên từng người đó, vì sao phải làm như vậy. Cái đâu phải dân người ta không biết đâu. Hồi sáng thì tôi chia sẻ cái bài của anh Lưu Quy Linh. Đây là hồi nãy tôi có nhắn tin qua, tôi chia sẻ luôn cái bài chỗ anh Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ của anh Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn. Như thế thì ở đây anh Tuấn chỉ cho chúng ta thấy rằng những cái việc làm đó nó cụ thể, mà nó cái chuyên đề của nó là nó lấy từ cái mốc của chế độ xâm lược của nước ta. Nó có một cái tài liệu đó để nó định hướng cho những người ở trong nước, rồi định hướng theo một cái lũ đó. Như vậy là kéo bè kéo cánh để là xét lại lịch sử. Trong quá trình đó thì nó kéo theo nhiều thứ. Như thế thì thử hỏi gì cho các anh các chị, bây giờ cái đất nước của chúng ta đang yên bình, cái đất nước của chúng ta đang đà phát triển, mặc dù ở bên cạnh đó còn nhiều cái mà nó còn chưa có vững ở trên cái mặt trận là phát triển đó, là gì, tham nhũng này kia nọ, thì cái chuyện đó là cái chuyện nhà nước ta đang có, đã và đang đó, lò của Bất Trọng đang đốt, đang cháy đó, nó dựng cớ lên để là bên đó bắt đầu là nó làm qua bên đây. Cái này người ta kêu bằng tham lam chính trị nè, tham ô chính trị, phá hoại của dân đó, trên cái tinh thần mà của dân tộc. Thì hiện nay chúng ta đã nhìn thấy những cái định hướng của các anh các chị đề ra trong cái phương pháp để đấu tranh. Anh chào Phùng Nguyễn ạ. Cho nên đó, những cựu chiến binh mà lên trên diễn đàn, tất cả các diễn đàn, tôi nói với mấy anh đó là coi như anh Nguyễn Dương này cũng tham gia trên cái mặt trận đấu tranh chống diễn biến hòa bình, chống âm mưu xét lại lịch sử, thì cũng bị mang tiếng, mà bị chúng nó chửi anh số. Tôi nói là ai mà lên mà chống xét lại lịch sử, ai mà lên mà chống lại cái lời nói quan điểm sai trái là sẽ bị bọn chúng chửi đó, rõ ràng như thế. Rồi là bịa ra nhiều thứ. Thì thử hỏi chứ bây giờ ở phía sau lưng của chúng ta đấu tranh về cái mảng này, thì chống xét lại lịch sử như thế, thì chống chuyển qua diễn biến, chống chuyển hóa ở trong cái vai trò của đất nước của chúng ta hiện nay, mà bọn chúng hiện là đang có những người đang hưởng chế độ, đang hưởng chính sách đó, mà bọn chúng còn làm như thế, thì thử hỏi với các anh các chị những cái phần tử đó là sao. Trên cái tinh thần đó thì ông ở đây trên mạng xã hội hầu như là ông Trần ơi là bị chửi nhiều nhất rồi tới dài rồi tới tôi, rồi tới nhiều anh em khác như là tham gia mà chống cái vấn đề này thì là bị chửi. Mà bọn, nếu như bọn chúng mà mình chống cái vấn đề đó, bọn chúng chửi mình là bọn chúng là ai, mà bọn chúng còn tổ chức nhiều cái để bọn chúng chơi anh em chúng ta. Tôi nói chơi anh em chúng chơi anh em mình á, thì người ta cũng có cách để người ta làm cho nên là tôi thì có những cái tôi chơi cũng ác. Như vậy thì tất cả các anh chị em của chúng ta, theo cái quan điểm của anh Tuấn, thì trong cái vấn đề này chắc có lẽ là tất cả các cựu chiến binh của chúng ta cũng đồng quan điểm này. Mà chính bản thân tôi thì tôi rất là tâm đắc trong cái việc mà anh Tuấn đưa ra nhiều cái vấn đề nhận xét cụ thể đó. Đó là cái âm mưu của cái bọn đế quốc, cái bọn mà để nó định hướng cho những cái phần tử ăn theo nói leo ở dân ở trong nước, để là chống lại những cái thành phần, chống lại anh em của chúng ta lên trên đây vạch mặt chỉ tên từng người, từng cái bọn như là viết lại lịch sử, chép lại lịch sử. Bởi vì cái lịch sử này, cái lịch sử của Việt Nam là những người làm nên lịch sử làm nên, chứ không phải là cái của mấy ông mà ngồi chép lại lịch sử, đúng không các anh chị? Cho nên cả một cái dân tộc này thì không thể chấp nhận cho những mấy ông làm méo đi sự thật của lịch sử nước nhà. Do đó là chúng tôi cảm thấy sai trái, chúng tôi lên trên đây chúng tôi phản ảnh trong vấn đề đó, để cho những người có trách nhiệm hiện nay có một cái cách nhìn thật là công tâm, chứ không có phải là định hướng để là bỏ đi, để là dễ nghe, dễ nhìn, dễ chấp nhận. Ở đây chúng tôi không có chấp nhận mấy cái điều đó, mà chúng tôi sẽ định hướng như thế nào, chúng tôi sẽ đòi lại những cái gì mà cổ nguyên giá trị lịch sử. Ngụy quân ngụy quyền thì nói ngụy quân ngụy quyền, bè lũ cướp nước và bè lũ bán nước đấy. Bè lũ cướp nước là đế quốc Mỹ, đế quốc Pháp và các cái đám chư hầu của đế quốc nhào vô đây, mà đó là sự chỉ đạo của Mỹ đấy, rõ ràng như thế. Không thể
không thể xê dịch được cái lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đấy. Mà cái lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết ra như vậy mà mấy ông nghĩ là mấy ông viết sử rồi mấy ông còn dám làm cái chuyện bỏ đi cái lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì mấy ông học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh học ở chỗ nào? Mấy ông chỉ chúng tôi coi coi. Mà mấy ông định hướng cho cái tuổi trẻ sau này, tôi nói thẳng với mấy ông đó, cái ý đồ của mấy ông là ở thế kỷ 20 này thì chắc có lẽ là không được. Nhưng cái định hướng cho cái tuổi trẻ thứ qua thế kỷ thứ 21 là không còn biết ngụy quân ngụy quyền là ai, và không còn biết những tên đế quốc vô xâm lược nữa ta. Là cái chuyện đó là cái chuyện của mấy ông đang làm. Cái kế hoạch của mấy ông như thế. Mà định hướng này là định hướng của bọn xâm lược. Mà mấy ông dám làm cái chuyện đó thì ở đây nhân dân không bao giờ để cho các ông yên thân. Còn các ông muốn đúng hoặc là muốn sai hoặc là gì đó thì các ông chờ xem nhà nước Việt Nam xử sự với quần chúng nhân dân như thế nào, xử sự với những người trong cuộc làm sao. Chứ các ông đừng có dội tội nguyện trong vấn đề đó. Rồi cái bè lũ mà là ủng hộ đó, xét lại lịch sử ủng hộ những cái tên dinh danh cho giặc thì hãy chờ xem, chứ đừng có vội mừng. Đấy. Coi như là tất cả những cái vấn đề mà anh em của chúng ta lên trên này ai cũng bị xuyên tạc hết, nó làm cho mình nhiều thứ mà đấy là để cộng đồng người ta là không hiểu, những người không hiểu, chứ những người ta hiểu người ta rất là hiểu. Đấy. Qua đây đó thì sau khi mà em chia sẻ cái bài của anh Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn rồi được cái sự mà chỉnh là chia sẻ lại của trang của anh Nguyễn Mạnh Cường,